bây giờ hướng dẫn làm mặt cắt, chuyển hòa mặt cắt đơn giản với brush và pen tool. Đầu tiên lên cái layer mặt cắt ngang, dùng công cụ Magic Wand Tool chọn. Tạo một cái group. Rồi, đầu tiên mình bật một cái gradient. Chọn đen trắng. Reverse đổi lại. Bây giờ tùy theo cái mà mình diễn họa. Đây giả sử mình cho một cái texture đơn giản như là cái hình này đây. Scale nó lại. Rồi, copy nó ra. Gộp này lại, Ctrl E. Copy mặt nạ. Được chưa? Để nó xuống dưới. Đặt này chế độ Multiply. Nếu mà mình muốn nhấn thêm độ đậm ở dưới cái dầm nè. Có thể thêm một cái texture nữa. Sử thêm cái texture này. Vẫn thao tác cũ. Chọn E, gặp lại. Ví dụ như là mình muốn diễn tả cái nội thất bên trong á, cái vật liệu mà ốp cái vách đó, kim loại chẳng hạn. Có thể tăng cường độ của đèn lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ đặt đèn bằng brush. Cứ sử dụng brush là mình tạo một cái layer mới. Đèn. Ok. Chọn màu đèn. Bấm phím B để vô công cụ brush. Mình sẽ quay lại bộ brush cơ bản. Giờ lock brush vô. Vào thư viện brush xuống cái mục line đây IES ở đèn IES đây load vô đấy ra rất nhiều kiểu cho mình đây. Giả sử chọn là một loại đèn đi đấy. Thu nhỏ nó lại được không? Để scale từng đèn á, mình chọn nó rồi bấm từng chân T. Ví dụ muốn xoay nó quanh đây một chút, kéo dài nó ra. Hoặc là mình muốn làm mờ cái vùng nào đó, mờ cái ngọn đèn nào đó, chân T. Vào filter blur, Gaussian blur cho nó nhẹ hơn chút này được không? Đó là đèn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ người vô, cũng sử dụng brush luôn, tạo brush mới người.
nó press vô vào cho một people. Đấy, people press. Đấy, đây những cái gì người thì mình cho màu đen. Mình bỏ người vô á thì muốn cho đẹp á thì phải có người đậm người nhạt, tức là phải có sắc độ. Bấm các phím tắt để chỉnh sắc độ. À, số 5 là 50%. À, số 9 là 90% nè. Có đậm có nhạt thì bài nó mới đẹp nè. Mình tạo hiệu ứng bokeh ánh sáng. Ở đây giới thiệu một cái loại brush. A brush. Vào geometric test. Chọn geometric big one. À. Đây là những loại brush sinh học mà nó đã tùy chỉnh thông số sẵn. Rồi mình vào Windows Brush hay là cái bộ cọ này nè. À, mình sẽ coi những cái mà nó đã chỉnh. Ở đây nó chỉnh Shape Dynamic, thì Shape Dynamic này là thay đổi về hình học, ví dụ như là kích thước. Nếu mình để về 0% thì có cái ô nè. Mình bật thêm một cái bảng là Brush Preset để coi cái loại brush đây cũng được nè. Thấy nó nè, hình tròn đó, đúng không? Shape Dynamic. Nếu mình giảm cái size shifter nè thì mấy cái ô tròn này kích thước bằng nhau hết. Mình tăng cái size shifter nó sẽ lên đùm to nhỏ to nhỏ to nhỏ. Tương tự vậy cái scattering nè, đối với hình vuông nè, cái angle shifter đó là góc xoay nó bình thường. Rồi shifter tăng lên là mấy cái góc xoay nó random. Scattering là vị trí của nó. Bỏ đi. Năng lên là nó sẽ hỗn loạn luôn. Scattering. Color Dynamic là màu. Đây, vẽ thử. Bấm như Color Dynamic. Là cái huê nè. Được không? Nó sẽ thay đổi màu. Color Dynamic. Transfer. À, là sẽ thay đổi đậm nhạt. Opacity nè, chỉ số opacity nè. Nếu mình để 0% á, tức là không thay đổi gì, thì tất cả độ đậm như nhau. Còn nếu mà mình tăng thì nó sẽ đổi đậm nhạt, có cái đậm có cái nhạt. Chưa? Đấy. Rồi smoothie là mượt. Còn đây là khoảng cách giữa nó nè. Brush tip shape, khoảng cách giữa nó. Được chưa? Đó. Một số thông số về brush. Đây giả sử như mình vẽ những cái hình tròn này. Rồi. Yeah. Chọn một bàn đèn. Hoặc là mình phóng bự lên, gia tăng khoảng cách của tụi nó để vẽ cái hiệu ứng bokeh này. Đó, nó random vậy, nó mới là tự nhiên. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng thao tác copy mặt nạ để mà những cái nãy giờ mình vẽ nó không có lọt ra khỏi mấy cái ô mà mình đã chọn ban đầu. Giữ anh ta led mặt nạ đây nè, giữ anh ta led bì lên. Được
được chưa? Là nó sẽ nằm trong cái khung đó, không lọc đi đâu hết. Bây giờ sẽ chỉ thêm về cái blending option mà mình ứng dụng đây. Giả sử như cái hình trên này nó có cái độ mờ đây nè, chuột phải blending option auto glow đấy, nó có một cái quần sáng xung quanh, được chưa? Ok, em mà city lại như hình các cái ô vuông trên đây. Này đơn giản, chỉ đơn giản là mình tạo một cái layer. Tạo những cái vùng tròn. Rồi, tô màu vô cho nó. Như ví dụ ở trên là tô màu trắng vô. Rồi, ảnh opacity nữa. Rồi, chuột phải blending option. Ở đây nó cũng có ba cái công cụ tô, đó là color overlay nè, gradient overlay nè, pattern overlay. Đó, màu sắc độ với chất liệu. Stroke là cái đường viền. Như ở trên mình sử dụng một cái đường viền nè, nên mình dùng màu trắng. Opacity lại để 1 rồi, để 2. Rồi, bây giờ hiệu ứng đổ bóng bên trong là inner shadow. Thấy chưa, nó phủ bóng bên trong nè. Nhìn kích chuột qua bên ngoài sẽ thấy cái bóng nó thay đổi. Tăng cường độ của bóng là opacity này. Tăng kích cỡ bóng ra nè, size. Được chưa? Rồi, còn đổ bóng ngoài là drop shadow. Đó, nó có cái bóng ngoài đây nè. Đây, drop shadow. Ok. Đó là mình tạo được những cái ô như thế này. Rồi, còn vẽ những cái đèn này mình sử dụng công cụ gì? Đó là công cụ Pen Tool, bấm chữ T phở. Rồi, Pen Tool, bấm B phở. Chọn Shape. Ở đây Fill là tô vô cái nền, còn Stroke là cái đường viền. Đây, đây đường viền đấy. Được không? Fill là tô vô nền nè, Stroke là cái đường nè. Bên đây là kích thước của cái stroke. Đây là dạng stroke. Được chưa? Kích thước nè. Đây. Đây. Rồi, ứng dụng nó mình vẽ một số các cái đèn thòng xuống như vậy. Ứng dụng B vô stroke chỉnh màu trắng. À, nó cũng có màu, nó cũng có radiant, cũng có pattern. Đấy, luôn luôn có ba công cụ tô cho mình. Chọn trắng. Giữ siết để nó vẽ thẳng xuống. Được chưa? Nếu dày quá đổi kích thước lại. Được không? 301 luôn nè. Được chưa? Đấy. Xong rồi cứ copy này ra thôi. À, như thằng này thì chọn với nó shape shape nữa. Bây giờ mình bấm lại chữ P, muốn đổi màu nó vẫn được, nó sẽ quay lại cái bảng công cụ Pen Tool, Shape Tool. Pen Tool.
xiết nè, nó sẽ kéo dài cái đường đó ra. Tương tự như thằng bên này cũng vậy, control vô à, thay đổi được cái điểm mà giữ xiết cho nó thẳng đó. Đây, có được những cái light đèn như thế này. Giờ mình chọn tất cả, mình không bấm cái chân E, thấy cái chân E nó mất không, mà chuột phải convert to smart object. Yeah. Rồi giờ mình copy mặt nạ lên nè để nó mất ở trên. Đây. Bây giờ vẽ đèn bằng cái gì, bằng brush luôn. Đấy, tạo layer đèn trần, dùng brush chữ B, lock brush vô ở cái mục light, vô cái spirit s light beam này. Đây, đây những cái tia nè, scale nhỏ lại. Bây giờ giả sử mình muốn có một cái quần sáng xung quanh nó tỏa ra thì tạo một cái layer đặt tên là glow hay quần sáng, dùng brush chỉnh opacity thấp lại, chỉnh thêm màu vàng chút. Tức là nó vừa có nguồn sáng đèn, vừa có cái ánh sáng tỏa ra. Đó, thì vậy mới ngon, được không? Rồi, bây giờ sẽ mình tạo một cái bề mặt vật liệu như trên đây. À, cái mặt cắt này, tắt cái hàng này đi. Mình tạo một cái tô màu đen vô đi, mặt nạ này làm tối cái này, tối cái này mặt cắt. Rồi mình tạo một cái group line, sử dụng công cụ pen tool nắm chip B, giữ shift vẽ một cái line này, chọn cái line này màu đen hoặc màu xám. Chỉnh như này thấp lại có khoảng 1 hoặc là 1.2 đó. Rồi, enter. Thao tác tiếp theo là mình copy cái thằng này ra. Cho đều hoặc là copy cho nó ạ cũng được. Được. Rồi. Biến nó thành smart object, còn vào to smart object. Copy mặt nạ lên. Nhà mặt nạ. Đây. Rồi bây giờ để ra được cái hiệu ứng cái G nổi như thế này á, cũng giống như là hồi mình vẽ tay vậy thôi. Thấy sao vẽ vậy, copy nó lên một cái, chuyển nó thành màu trắng, bật cái select color tác dụng xuống. Rồi lôi thằng này lên trên, lôi thằng lại đen á lên trên, thằng trắng này nè xích qua. Này nó sẽ ra được cái hiệu ứng nổi lên của cái bề mặt, được không? Chỉ đơn giản là sử dụng brush thôi. Đó. Giờ bước cuối cùng mình làm á, là mình là nhấn lại mấy cái bóng, như là ở đây có các cái bóng cột nè, được không?
tạo một cái logo lên, nhấn bóng, copy mặt nạ lên luôn. Dùng brush, chỉnh brush bình thường mình hay xài thôi, brush cọ nhòe nè, opacity nó khoảng 20%. Đó, click một cái giữ shift, click một cái đây, nhấn lại các cái bóng. Bóng dằn. Mình có thể để nó dưới cái layer đèn. Được chưa? Đấy. Thao tác sau cùng là mình blend màu mà mình thích. À. Vào cái lens flare lên màu. Đó. Như sẽ cái hình này. Thả nó vô. Scale nó ra. Đấy, copy mặt nạ lên. Mình không muốn có mấy cái line này á thì vào filter blur, Gaussian blur. Đấy, tăng cường độ lên. Đấy. Chỉ muốn lấy màu thôi á. Ok. Bây giờ có một cái lưu ý nè. Khi mà mình bỏ mặt nạ vô rồi mình blur đó, sẽ thấy rõ ràng là nó blur từ trong mặt nạ trở vô. Do đó bỏ cái mặt nạ này đi. Em trên tên á, scale nó rộng ra. À, mình blur trước và sau đó copy mặt nạ lên sau. Rồi chỉnh blending mode screen, rồi copy lên cái supply để lấy tương phản lại, được không? Đó là mình gia giảm các cái thông số này. Rồi màu nó tươi quá thì dùng cái saturation, cũng copy mặt nạ lên luôn. Yes. Nào, chuyển họa một cái mặt cắt đơn giản. Ok.